Khang Audio 18 Bình Dương xin kính chào các thượng đế. Bây giờ là 17 giờ 26 phút ngày mùng 10 tháng 9 năm 2023. Báo cáo với lại các thượng đế có khoảng tầm 80 cuộn băng cassette rồi. Thì chỉ còn có thiếu 20 cuộn băng cassette nữa là đạt chỉ tiêu. Chúng ta đã đề ra cái chỉ tiêu là 100 cuộn băng cassette một ngày. Thì còn có thiếu 20 cuộn nữa thôi. Thì tha thiết mong các thượng đế 63 tỉnh thành giúp đỡ mình để mình hoàn thành nhiệm vụ. Trân trọng cảm ơn. Đây là chiếc đài Sony có model CFS 1000S. Chiếc đài này của một người anh em ở huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn gửi vào đây cho mình. Bây giờ mình test cái chức năng auto stop. Auto stop tức là hết băng nó tự nảy lên, auto là tự động. Bánh tì dây cu loa thay mới hết rồi. Đây. Trơn lắm nhá. Đấy. Thì ở đây xin thưa với lại các thượng đế, nó có nhiều nguyên nhân nó dẫn đến khi hết băng là nó không nảy lên. Đấy. Ngoài cái vấn đề mình đã có một cơ số video chia sẻ tới các thượng đế trên giải chữ S là điều chỉnh cái lò xo để gãy để nó gãy cái bộ cơ này lên nha. Đấy. Thế nhưng cái lò xo đấy đã điều chỉnh rồi mà nó vẫn không nảy lên thì nó còn có nhiều lý do, và một trong những lý do cốt lõi của vấn đề đây là cái trục cuộn băng vào. Về nguyên lý làm việc đưa cái băng này vào đây. Khi cái cuộn băng bên đây nó vẫn cuộn, bên đây nó hết rồi không nhả ra nữa thì ở bên đây nó vẫn cuộn thì nó kéo cái sợi dây băng này căng ra, nó kéo cái sợi dây băng này căng ra thì nó tì vào đây, nó tì vào cái này, đấy, cái sợi dây băng này nó tì vào cái nhựa này, đây này, nó tì vào cái nhựa này. Khi nó kéo cái sợi băng ra đây nó đẩy cái này lên, đấy. Nếu như lực lực kéo vào đây mà nó yếu thì nó chỉ lên đến cái tầm này thôi, là nó không thể nảy được, nó phải lên hết này thì nó mới nảy lên được. Thế mà muốn lên hết như thế này thì cái lực kéo vào đây nó phải khỏe nhá. Thì bộ cơ này, cái chức năng auto xịt tốp của bộ cơ này cũng như cửa B đài Sony 710 nó chỉ hoạt động khi cái vòng cao su trung gia này nó còn tốt. Bộ cơ này được hãng Sony ưu ái cho cái bánh trung gian chạy vòng cao su. Thì vòng cao su nó mà kém rồi là nó trượt. Ở đây thay vòng cao su mới rồi mà nó không chạy, nó không auto xịt tốp, play nó vẫn bình thường nha. Đấy. Thì do cái trục cuốn băng này nó yếu ở đây này. Đấy. Thì ở đây cái trục cuốn đây này, cái bánh xe ở dưới này, cả cái cụm này mình mới thay cái của mình vào, còn đây cái của người cái cũ đây này, cái cũ đây này, đấy, cái cũ bóng nhẫy đây, người thợ trước người ta vệ sinh, người ta cho dầu mỡ vào bóng nhẫy đi. Đấy. Thì đây này, ở đây này, ở đây nó có cái những cái như kiểu răng cưa ấy. Đấy, để nó tạo ma sát để nó cọ vào cái vòng cao su này. Thế nhưng mà ở đây ấy, cái này là lâu ngày rồi nó kém rồi, thế nên là nó cái khả năng mà nó bám vào cái bánh trung gian này là nó vẫn kém, thế là nó hay bị trượt. Thì những người mà không có cái bánh này thì người ta sẽ dùng những cái biện pháp ví dụ như tạo tạo những cái rãnh ở đây để cho nó tăng độ ma sát lên nhá. Thế nhưng mà mình cái những cái loại này mình không thiếu thì mình không 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 làm cái kiểu đấy, mình thay nguyên một cái cụm này luôn. Thay nguyên một cái cụm này còn rất chi là tốt, và bây giờ mình thực hiện test hoạt động để các thượng đế trên giải chữ S thấy được nó là tốt thật sự chứ không phải tốt ở lời nói. Bây giờ mình để cái băng ấy để cái băng ấy nó khỏi cọ, nó cọ phên vỉ đâu, thuyền đến bến rồi mới bắt mới đắm mà nhá. Đấy. Bây giờ để cho nó ăn điện nhá. Đấy. Cho nó ăn điện này, quay rất chi là êm ái. Giờ giữ vào đây nhá, giữ vào đây. Đây. Cái bánh ở dưới nó vẫn còn quay tít thò lò như này, và cái vòng bên đây, cái bánh trung gian này, cái vòng cao su này nó vẫn tròn đều như vậy, không lắc, không đảo. Nó có hơi đảo một tí thì cái đấy thì không thể tránh khỏi nha, đây. Đấy, nó hơi hơi thì đây. Như vậy là quá tuyệt vời rồi. Như này là đạt tiêu chí của người nông dân rồi. Đấy, tiêu chuẩn của người nông dân ở cái bộ cơ này này. Giữ cái trục cuốn băng này mà cái bánh ở dưới này nó vẫn chạy, bánh này nó vẫn chạy. Đây này, giữ này. Đấy.
như 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 vậy là đạt tiêu chuẩn của người nông dân. Còn độ khỏe của nó này, ôi giời, ôi giời ơi, đấy, nó như thế này cơ mà, nó như thế này cơ. Tua nó không liên quan gì nhá, cái bộ cưa này, tua nó không liên quan gì, tua nó lại có một cái bánh riêng, tua lại có bánh riêng, này, rất chi là êm ân ái, khỏe luôn này. Bật bật như này à. Ui giời. Bây giờ mình test chức năng auto stop nhé. Cụ Tú Sương cụ bảo là phen này tớ hỏng tớ đi ngay. Nếu như mà auto stop ấy, tức là hết băng mà nó không nảy lên ấy, thì đương nhiên là sẽ coi như là bỏ cái đài điều trị, bỏ cái biển điều trị đài toàn quốc xuống. Đấy, đang quay video lại có một đồng chí gọi, sorry đồng chí nhá. Này, bỏ tay ra, không lại bỏ có tay vào là can thiệp, có tay người thợ sờ vào này nó lại sợ, nó lại nảy, bỏ luôn tay ra. Một cái băng nhá, đấy một cái băng, mình thử ba cái băng liền, thử ba cái băng liền xem nó có nảy không. À đây, đây này, đấy số điện thoại 9016 lại tiếp tục gọi, tiếp tục gọi thì lại tiếp tục tắt. Đây này, cái băng này này, băng này nó cũ như này rồi, thế nhưng mà nó là vì cái vòng tròn, hai cái vòng tròn xanh như này, hôm qua mình mua của anh cu bạn mình ở trên Sài Gòn 50.000 đồng một cái. Đấy, bữa trước có người anh em đang hỏi thì mình lấy hộ thôi chứ mình không có lấy lời lãi gì. 9016 lại tiếp tục gọi, tiếp tục gọi lại tiếp tục tắt. Đây, đấy, mình muốn 50.000 đồng, 50.000 đồng nhá, 50.000 đồng của anh cu bạn mình ở trên Sài Gòn đấy. Giờ test sang cái băng thứ hai nhé, test sang cái băng thứ hai, tua lại tí. Không biết nó còn nảy không, nếu nó mà không nảy thì cất, ui giời ui, đang định bảo là cất cái biển điều trị đài toàn quốc đi thì nó lại nảy. Test ba cái băng nhá, test ba cái băng. Theo các thượng đế thì bây giờ nó có nảy không? Nếu nó không nảy thì đấy, đang định nói là cất cái băng, cất cái biển điều trị đài toàn quốc đi thì nó lại nảy. Tua lại. Ôi, số điện thoại 36 lại tiếp tục gọi, tiếp tục gọi thì lại tiếp tục tắt, không tắt hay che mất cái màn hình, chả nhìn thấy cái gì cả. Các thượng đế bỏ con này không, nếu như không nảy, ôi trời, đấy, đang định nói là nếu như không nảy thì cất cái biển điều trị đài toàn quốc đi thì nó lại nảy. Test 4 lần là nó rơi vào cái chữ không đẹp, phải test 5 lần, 5 lần 7 lượt mà. Cổ nhân vẫn bảo 5 lần 7 lượt. Các thượng đế bảo nó có nảy không? Úi trời. 5 lần nha. Thế là thôi, thế hai năm ngũ là đẹp rồi nha. Sinh lão bệnh tử nó rơi vào chữ sinh thì quá đẹp rồi. Đã test cái chức năng auto stop rồi. Bây giờ lát nữa sẽ lắp vào và test chức năng, ngày mai là sẽ gửi cái này cho người anh em ở Lạng Sơn được rồi nhá. Đấy, chứ còn một số huynh đệ coi như thế là có nhu cầu bỏ mình là nhận đài sửa thì đương nhiên rồi mình sẽ nhận, nhưng thời gian này vẫn chưa nhận vì ở trong nhà rất chi là nhiều đài, nói là bỏ là nhà cho nó oai, thế nhưng mà nhà nó bé tiểu tiểu ấy mà. Nên là nhận nữa về để không có cái chỗ mà ngồi mà ăn cơm, không có chỗ ngồi mà ăn cơm, thế nên là phải giải quyết khoảng tầm chục chiếc, giải quyết được chục chiếc cho nó gọn thì lại tiếp tục nhận. Đấy, lại xin thưa với lại một số anh em như vậy chứ không phải là mình không nhận nhá. Đấy, tại vì trên thực tế thì trên cái giải chữ S này thì có quá nhiều người, có quá nhiều cao nhân sửa đài và họ sửa rất chi là giỏi.
nhá. Đấy, thế nhưng mà anh em huynh đệ ở trên giải chữ S này đã tin tưởng vào y thuật của lão nông Tri Điền thì lão nông rất chi là cảm kích. Đấy, số điện thoại 3666 lại gọi lại tắt nhá, rất chi là cảm kích. Nên bởi vậy là không phải là không nhận mà bây giờ nhiều quá chưa dám nhận. Đấy, đợi nó sửa chữa nó bớt bớt đi một chút thì mới nhận. Đấy, hôm nay xin phép dừng video ở đây, trân trọng cảm ơn các thượng đế, chào thân ái, merci merci beaucoup. Bây giờ dừng video ở đây, có khi người kia người ta điện là còn nghe được nhá. Yeah.